Chị và các bạn đã quay trở lại với phát phụ vlog nha cả nhà. Đây, hiện tại rất là đông bà con cô bác đến luôn cả nhà ơi. Đây, khung cảnh này cả nhà. Quá đông luôn rồi cô chú anh chị. Đó. Cháy vụ. Rồi tôi đi làm nhiệm vụ nha. Rồi. Ok, có chứ. Có chú Tiểu nha, là người Tiểu. Chú Tiểu con qua tiền lẻ con đang cầm chú Tiểu. Rồi. Bố mẹ đây tiền lẻ chứ làm gì? Hả? Đâu có đâu, đi đây. Làm nhiệm vụ à? À rồi, ok. Đi. Cho xin cây. Lý do gì vậy? Không biết. Lý do tại sao em vụ? Ê, có thể là cái này là có cái gì đó. Có bùa ngải vô đây. Có cái điềm gì nè. Để trên đó không được ổn rồi chị lon kia đi bỏ hồng đét kia đem bỏ. Dạ. Như vậy là chị Hồng Loan sợ là có bùa có ngải gì trong đây sẽ làm không tốt cho cậu đó. Đó, có cái điều khúc mắc ở trong này là cô chú chị ơi. Đúng rồi, chị Loan kêu mà làm đúng rồi, chính xác. Cái này là cậu là dục cái này rồi, nói luôn. Ừ, cái này hai con bướm, lấy bướm có thể là có ai cầm lên mình chụp hình cái là mình đó là hai con bướm. Đúng rồi, thì chứ ít nhiều thì anh em cũng hiểu vấn đề rồi. Thì chỗ nào chị Loan kêu không tốt thì mình đem đi dục thôi. Tại mình có nhiệm vụ đây mà. Đúng rồi. Nếu thật sự ra chú Tiểu đây thì nhiệm vụ như là những gì Hồng Loan kêu là chú Tiểu phải tân lĩnh. Đúng là vì cái khu là chú Tiểu là đang làm chỗ mộ cậu mà. Và mộ của cậu Nam là thuộc về chị Loan quyết định. Đúng rồi. Đó là chú Tiểu đây cũng như là phò tá vậy đó. Đúng rồi. Hồng Loan đã giao hết trách nhiệm cho chú Tiểu là trông coi ngôi mộ này chứ không ai được vô hết. Ví dụ như bây giờ đi những đồ vật phẩm gì ta đem tới đây ta cúng á thì cũng phải qua chú Tiểu kiểm duyệt. Chú Tiểu nói cái này kiểm duyệt xong rồi không, nói cái này cúng được mà mới được quyền đem lên cúng. Chú Tiểu nói không được cúng mà không được đem lên cúng. Mà để đầu mộ cậu là có chuyện không sùm tới giờ luôn á. Trời ơi, thì ra là vậy. Giờ chị Hồng Loan phát hiện ra cái điều này rồi. Đúng rồi. Cái chậu đó là chị Hồng Loan kêu chú Tiểu em đi gõ đó. Là kêu bỏ ngày hôm qua mà tại vì lý do là giờ đó là 5 giờ rồi nên là coi như đóng cửa nên là không có vô được. Bây giờ mình lấy cái chậu đó mình đập ra coi có gì trong đó. Hai con nhưng mà ấy là có cánh. Bây giờ đập á là anh em phải dọn dẹp cho mất, kêu chú Tiểu dọn dẹp nha. Đúng rồi. Không, bây giờ mình ra mình quay mình để mình phân tích cái chậu bằng này đó. Lý gì? Mình nhẹ đi là cái gà có cục đá chứ. Đi. Giờ mình theo qua bên vlog 24 giờ. Coi coi là khám nghiệm cái hũ này cái nó là cái gì mà chị Hồng Loan chứ. Chúng ta quay trước đây, đây cô chú chị, một người nói bây giờ nè, hôm nay là ngày rằm đúng không, ngày 15 thì chị Hồng Loan cũng có nhờ chú Tiểu là dẹp cái chậu bông hai con bướm này đi, tại vì đó là cái chuyện của chị Loan suy nghĩ, mình không có cái quan tâm vào thì thôi. Nhưng mà hổm rồi anh em có để ý rồi, từ khi để hai cái chậu này lên đó là mộ cậu xảy ra rất là nhiều chuyện anh em ai cũng biết hết trơn á. Dạ hả? Anh cái gì chia sẻ cho cô chú anh chị biết anh thấy một kỳ lăng còn đụng kỳ lăng thấy không
hai con này đó. Vô đụng hai con kia hết trơn, qua lăng cũng sụp hết trơn, cũng giống như kỳ lăng đụng kỳ lăng đó. Không, thì nè mình phân tích cho anh em hiểu tại vì hổm gài là những cái đô nhẹ nhẹ thôi mà bây giờ á, như là trong này nó có cái gì á, bây giờ nó là muốn hủy diệt đi thì nó phải làm một cái gì đó, một cái scandal đúng không? Anh em hiểu không? Là một scandal là bây giờ là nó đã bây giờ. Bây giờ mình bỏ nó mở ra đi. Nó bể rồi. Nó bể ra ai cột dây lại đúng không? Có cái lễ gì nữa là. Cái gì vậy? Ở công thúng hả? Trời ơi, thử khó thôi. Tướng Đông Sơn. Nhiều khi phán. Ê, từ từ. Ở trong đây bây giờ nhiều khi nó có nó nổi như gà sao. Nó có bây giờ này trong đây á. Nhìn hai con bướm có hồn không? Bây giờ bận soi vô cái camera vô cái con bướm, mình thấy con bướm nó có hồn không? Nè con bướm xanh nè. Wow, wow. Sao nhìn ghê quá ta. Bạn đi vô camera của bạn. Ui, sao nó quay ngay đầu ngay tôi để tôi né nè. Nè con bướm rất có hồn nha. Nó có hồn nha. Đi bỏ dễ quá. Rồi bây giờ mình tháo ra đi. Tháo rồi. Thôi đập luôn, đập luôn đi. Thôi đã đập nó bể tháo luôn. Có gì đâu. Chạy ơi gì vậy? Cho không cái gì. Cái gì đây? Không. Gì? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Có gì hôm nay không? Ơ, con trùng. Không, tôi thấy hàng bướm có hồn. Ê, kiến, 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 kiến. Kiến. Kiến có chạy kiến mà. Thôi dẹp 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 dẹp. Dẹp đi anh em, ngửi tay chân dẹp đi. Quét đi, quét, quét đi. Quét, 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 quét. Có cái gì không? Chỗ đi, chỗ đi. Còn kỹ là coi có gì đây không? Thấy da rồi, tôi đứt ta anh em ơi. Trời ơi, ghê vậy ông nổ. Ghê quá. Nè, đứt ta nè. Hốt đi anh em, hốt đi anh em. Rồi. Ông này dính trưởng ông ơi. Rồi, xong phim rồi, rồi. Rồi, máu chảy rồi cả nhà. Đi. Có máu chảy rồi, chú chị ơi. Tài, coi. Tài đứt anh em ơi. Lấy máu, biết đâu. Cái gì của anh em ơi. Chết tôi. Linh nung, linh nung. Quá linh. Linh nung. Quá linh. Nè, nè, dữ rồi. Đúng rồi, quay sơn rồi, quay sơn rồi. Các cụ anh em ơi. Cô bị ra, nạn nạn rồi. Chết tôi rồi. Chết rồi. Chạy máu không ăn tiền rồi. Cứu em ơi. Cái nhà. Rồi sau khi tập cái chậu bông xong thì bà con cô bác đến rất đông nha cả nhà. Rồi cô chú anh chị xem nè, hoàn cảnh nè. Trời ơi. Nghẹt người luôn cả nhà, đông kinh khủng luôn. Số lượng người đổ về đây quá trời đông rồi cả nhà. Bây giờ nó là không. Đó. Chú anh chị. À, bà con cô bác nè cả nhà. Không còn để lối đi luôn cả nhà ơi. Đó. Quay cho cả nhà mình xem. Đây, cô ở Hậu Giang nè cả nhà. Đó. Cái nào mà ngồi như ngon đem cho cô chứ dở cô không lấy đâu. Đây là vàng bạc giấy, đây là tiền đô luôn. Quá trời cả nhà. Tiền đô mà năm mà lúc này giàu lắm. Xài vàng khỏi tiền thần khỏi không trời ơi bao la trong đất nhà kho bà bạc lỡ xuống chân làng mình tại vì bây giờ là cậu năm có một cái kho mấy ngàn mét vuông ở dưới đó trên cỏ trăng á đang đựng vàng với tiền gì nó không ở đâu không ở trên kia cha không rồi vậy hả ngày gần tới giờ đây nè ngày gần nhất ngày 30 không có đâu má đêm ở đây á ơi có tiểu tiểu bán số ở đây không có cho bán ở đây không cho bán số cô ở đây chỉ có hồi nãy con có nhờ chú tiểu mua thuốc rồi à, cô á không có đâu cô không có người ta lén á cô ơi ta băng lén á à, cô má mua ba gói quá đông mà cô chú anh chị ơi. Quá đâu cô mới nhiều chú tiểu đi mua. Quá mày hỏi mà kêu đi. Quên rồi. Quá rồi em tới giờ. Không đi đâu vậy? Ở bên đâu vậy? Đi đâu? Đi đâu? Thùng bia đi đâu? À cô có thùng bia Tiger luôn. Đó. Xe đậu đâu rồi? Đi ba đi mấy người luôn mà một mình cô sao cô nhớ nổi. Đó thùng bia luôn rồi cô. Cậu năm nhắc cô nhớ gì vậy? Nhớ nhắc bia với thuốc bên đây đó là cô mới nghe chứ đâu có đi quên luôn. Rồi chắc là về rồi đó cô ơi. Không có gì, đi xe dưới thôi, xe dưới bên hả?
Xe nó đi kiếm chỗ đậu rồi. Điện thoại tài xế đi cô. Tài xế đâu có điện thoại tài xế không? Đó. Cô bác có cái thùng dù ở ngoài á cô, ở ngoài lối đi vô á có cái thùng dù á cô lấy đi. Bà con cô bác đông lớn rồi cả nhà. Xe đậu kìa, xe đậu lạnh kìa, xe đậu nào đó. À, bà con cô bác đến đông đông đúc rồi cả nhà. Hả? À, quay cho cả nhà.